Sơn Tuyên Quang. Đây là bên bờ sông. Đây là bên bờ sông. Anh đặt đâu là cứ ấy là bọn em đặt luôn cho có tiện máy hay không? Không, tại vì cái máy này còn dỡ bỏ đi. Không phải, sau này mình đặt máy cũng đã thôi, kiểu gì đã. Vâng, vâng. Cái này, cái đấy mình nếu mà cùng nắm nặng nặng quá mình em vẫn nhờ người mình di chuyển được máy mài đấy. À, cái máy mài này nhẹ thôi. À, máy mài đây. Để chỉ lắng lại đi di chuyển hay nhất là ngắn hơn thì có hoàn ngắn hơn gì. Cỡ thành ra là nhiều khi nó mài nó mất mẻ cỡ của mình đi. Có hướng dẫn kỹ thuật về mài luôn anh nhé. Đẹp 30 năm mài dịch vụ. Đẹp vào cái xưởng nào mới lắp xong là mua máy ở xa chúng nó chỉ. Nó chỉ cho đéo tận tình về các bố chỉnh đốn nó lung tung vào sai vui rồi cứ ông này đổ ông kia. Cạnh nhà em năm ngoái có một con bên Nhuận Hương nhưng mà từ năm ngoái giờ thì nó mở xong lại chả làm được hết. Lanh tanh bành rồi còn tù nát hết. Gãy be gãy be. Gì cây lên không nhỉ? Mai tại nhà Nhuận Hương nó cũng dãi được 165 cũng biết được. 165 nguyên con tu. Nó mỏng dính mới đầu năm nay vào làm được 8 các cái be bét rồi. Nọ chở đánh cơm công đông đi chở có mấy hàng to vật mã 4 thằng hàng hết một ngày mà rượu giảm lắm. Nó tu mà nó không chuẩn được nó lại phá cái máy bắt ra rồi. Đua ra tí nữa, ra đây kìa. Đây anh ơi. Ra tí nữa đi. Con này là họ phải hạ thôi thì mới đua ra được tiếp.
lái cầu đây là phải đua ra, muốn đua ra thì nó phải ấy xuống, không ra phát được luôn đúng không? Ra tí nữa không anh? Sợ hẹp quá không? Sợ hẹp quá không? Đấy, em mở được khả năng đẩy ra đây tí nữa đi anh ạ, à, hẹp quá. Mình bỏ mất mét rưỡi ở trong tường cơ mà, mình có dụng cái tường đâu. Hẹp quá, hẹp quá. Anh đẩy, cứ đẩy ra cho nó rộng ra một tí nữa đi. Ra nữa đi. Hết chân cột đi. Mấy ông vào là để ấy anh. Ờ, quan trọng mấy ông cầm cái anh ạ. Nếu mà ông cầm cái biết tí. Vâng. Trả lương cho một ông cầm cái cao cao hơn tí là ông ấy khác quản lý cho. Đây mấy mải đây. Loại này nó chạy. Mấy mải tu đây. Tu được kính 60 nhá. Tháng rộng, cao và thoáng. Anh ra sợ xe ra đấy không? Nâng lại đẩy đuôi ra tí không xe ra ấy.